Xin chào, tôi là Châu Đoàn, hiện giờ tôi là tổng bếp trưởng ở Flamingo Cát Bà Resort. Tôi có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại 7 quốc gia trên thế giới. Nhưng trong lòng và trong tim của tôi lúc nào cũng có sự khao khát muốn được về Việt Nam làm việc để đóng góp cái sự đam mê và cái sự yêu nghề của mình cho các thế hệ trẻ đầu bếp ở Việt Nam. Tôi rất là vinh dự được làm việc tại Flamingo Cát Bà Resort. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến cái resort này, wow, rất là đẹp. Các bạn đồng nghiệp rất là dễ thương. Tôi hy vọng với hiểu biết và đam mê của mình, tôi đưa ẩm thực tại Flamingo Cát Bà Resort lên một tầm cao mới. Khi bắt đầu công việc tại đây, việc đầu tiên tôi tìm hiểu về phong cách ẩm thực tại địa phương. Từ đó kết hợp với nhiều kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, tôi muốn tạo ra một phong cách ẩm thực riêng tại Flamingo Cát Bà Resort. Tôi muốn phục vụ thực khách những món ăn cũ vẫn giữ được nét đặc trưng của Việt Nam, nhưng với kỹ thuật cao hơn và hương vị tinh tế hơn. Mỗi món ăn phải là một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn về hương vị và cách trình bày. Khi đến với Flamingo Cát Bà Resort, thượng khách sẽ được thưởng thức những món ăn khác lạ, tươi ngon và tốt cho sức khỏe. Ở đây chúng tôi hoàn toàn không sử dụng mì chính hay những phụ gia khác. Vị ngon ngọt của thức ăn đều đến từ những rau củ quả tự nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chúng tôi lựa chọn những nguyên liệu sạch tươi ngon nhất để phục vụ khách hàng. Các món ăn đều được chế biến thủ công, tạo hương vị đặc biệt không tìm thấy ở nơi nào khác. Tôi quan niệm rằng để sáng tạo được một món ăn chạm trái tim của thượng khách thì ngoài việc phối hợp kỹ thuật nấu ăn của người đầu bếp thì tôi phải bỏ hết tâm huyết, nhiệt huyết, sự đam mê dành cho món ăn đó. Tôi và đồng nghiệp tìm thấy ở đây niềm cảm hứng mỗi ngày để liên tục sáng tạo ra những món ăn mới làm giàu cẩm nang ẩm thực tại Flamingo Cát Bà Resort. Chúng tôi hy vọng được đón tiếp và phục vụ quý khách tại Flamingo Cát Bà Resort.